Ngày của phở 12 tháng 12 là sự kiện do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 2017. Trong hơn 4 năm qua, ban tổ chức chương trình đã không ngừng nỗ lực thực hiện sứ mệnh lan tỏa món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Ngày của phở 12 tháng 12 năm 2021, ở tuổi lên năm, ban tổ chức chương trình đặt ra rất nhiều hy vọng và có những dự định tổ chức chuỗi hoạt động rất hoành tráng. Thế nhưng cơn bão Covid-19 bất ngờ quét qua, khiến cho việc tổ chức chuỗi sự kiện Ngày của phở năm thứ năm gặp rất nhiều khó khăn. Các quán phở cũng như tất cả các ngành nghề khác đã phải tạm thời đóng cửa, thực hiện giãn cách theo quy định của nhà nước. Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp, đặt ra nhiều thử thách. Tuy nhiên, cũng từ bối cảnh khó khăn này, Ngày của phở 12 tháng 12 năm thứ năm đã chọn một cách khởi động đặc biệt chưa từng có. Bắt nguồn từ câu chuyện y bác sĩ tuyến đầu và bệnh nhân F0 đang ngày đêm vất vả chiến đấu với Covid-19. Nhưng mỗi bữa ăn đều là những phần cơm hộp hay những ngày làm việc quá giờ bỏ bữa, thì việc được thưởng thức một món ăn nóng và hấp dẫn như phở khi này là rất cần. Không đợi tới ngày 12 tháng 12, từ cuối tháng 9 năm 2021, Ngày của phở 12 tháng 12 đã khởi đầu với chương trình Xe phở yêu thương, mang những tô phở thơm ngon, nóng hổi đến các bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và các bệnh nhân F0 tiếp sức kịp thời trong những ngày khó khăn với dịch bệnh. Với sự đóng góp của Hương Thịnh Land, Sài Gòn Tourist cùng các chủ quán phở là các hoa hồi vàng, hoa hồi bạc của cuộc thi đi tìm người nấu phở ngon, đã có hơn 20.000 tô phở nóng hổi, đậm tình sẻ chia được trao đi. Chị nói trong lòng chị là khi mà Sài Gòn hết giãn cách, những quán mở ra là được. Món đầu tiên chị đi ăn là phở. Hôm nay được ăn phở ở đây, bất ngờ thật luôn, bất ngờ. Chú cảm thấy ấm lòng lắm, vì không có gia đình để chăm sóc được, chú cảm động lắm. Xe phở yêu thương đã đi qua rất nhiều bệnh viện, nhiều phòng bệnh, đón nhận những tô phở nóng hổi được vận chuyển đến tận phòng là những ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Và quả thật, chỉ có những ai trong hoàn cảnh này mới có thể hiểu được một tô phở tại phòng bệnh đặc biệt này có giá trị vật chất và ý nghĩa về mặt tinh thần lớn như nào. Lâu lắm rồi em mới ăn được cái tô phở mà ngon như thế này. Tại vì trong thời gian chống dịch thì tụi em ăn đồ ăn nó nhanh, gọn lẹ, tụi em đi vô bệnh viện nên em không có cảm giác được gì hết. Việc cách ly này được ăn những cái món quen thuộc như vậy thì nó tạo nên cái sự gọi là sự ấm cúng á, không có cảm giác vất vả hay cực khổ. Thì nó cũng là một cái sự động viên tinh thần rất là lớn đối với nhân viên và các bệnh nhân nơi đây. Trong bối cảnh dịch bệnh đầy căng thẳng, ban tổ chức chương trình Ngày của phở 12 tháng 12 vẫn đang cố gắng đưa phở đến các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19, tôn vinh phở bằng hoạt động ấm áp tình người. Khi này, tô phở không chỉ còn là phần ăn đổi bữa thơm ngon, lạ miệng, đậm chất dinh dưỡng nữa. Điều mà các y bác sĩ và các bệnh nhân cảm nhận được rõ nét hơn cả chính là cái tình trong mỗi một tô phở được trao đi.